Hoàng Sơn xin chào bà con. Hoàng Sơn sẽ giải thích một số lỗi mà bà con gặp phải khi mà sử dụng máy đo huyết áp cổ tay ha. Đó là không điều khiển được cái máy của mình. Thứ nhất là nó sẽ không có màn hình, mình bấm nút nào cũng không lên. Và cái thứ hai là nó màn hình nó hiện đen như thế này nè. Đó, nó hiện đen hết tất cả các nút luôn. Và cái thứ ba là nó sẽ hiển thị chữ ER cũng không điều khiển được. Và cái thứ tư là pin. Đó, thì những lỗi này là như thế nào? Thứ nhất là bà con mình sẽ mở ra kiểm tra coi pin của mình có bị chảy pin hay không. Đó, và mình thay pin mới. Nếu mà như trường hợp bà con mình xài thường xuyên á, thì mình sẽ biết pin hết, mình thay khi mà nó cảnh báo pin yếu. Còn nếu mà mình ít xài thì bà con mình nên tháo pin ra luôn, cất để tránh chảy pin đối với những cái pin rẻ tiền ha. Đó, thì thường cái lỗi này không hiển thị gì hết. Đó, là do pin hết pin. Còn nếu mà cái cục pin yếu mà không điều khiển được, tức là cái máy nó báo là pin đã quá yếu rồi, mình nên thay pin, thì cả nhà mình thay pin ha. Và cái trường hợp nữa đó là hiển thị đen hết màn hình, đó, mất điều khiển, hoặc là chữ E, thì ER đó, thì có thể là bà con mình sẽ không bấm được các nút này. Có thể những nút này mình xài lâu ngày quá nó bị mòn, nó bị chạm, thì mình có thể gửi về hãng bảo hành. Và đặc biệt nghiêm trọng hơn đó là lỗi chảy pin thì bắt buộc phải gửi về hãng bảo hành này, chứ mình không có tự sửa được cả nhà ha. Đó, nên bà Hoàng Sơn khuyên bà con mình, nếu mà xài pin, mình xài pin tốt một chút, và nếu mà mình đo thường xuyên thì mình có thể biết được pin còn hay hết, hoặc ít xài mình gỡ pin ra mình cất luôn ha. Đó, đây là một số lỗi mà cả nhà mình thường gặp, đó là mất điều khiển cái máy đo huyết áp. Còn nếu mà những cái trường hợp lỗi E1, E2, E3, E5 này nọ thì sẽ có những cái hướng dẫn riêng. Rồi, chúc bà con mình nhiều sức khỏe nha. Và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Có gì thắc mắc thì bà con mình cứ gọi cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới tiêu đề của Sức khỏe 60 giây. Chào tạm biệt.